Để kết thúc buổi lễ ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng lắng nghe bạn Phương Thùy, thủ khoa tốt nghiệp khối 12, có đôi dòng chia sẻ, cũng như thay mặt toàn thể các bạn sắp ra trường, có gửi lời tri ân đến người thân của mình. Em xin chào tất cả mọi người, em tên là Phương Thùy, học sinh lớp 12A2. Hôm nay, em xin được... Hôm nay, em muốn kể cho mọi người nghe về... anh trai của mình. Em sẽ kể cho mọi người 6 lý do mà mình không nên có anh trai. Lý do đầu tiên, có anh trai rất chán vì bạn chẳng thể nào chia sẻ những sở thích con gái của mình. Với anh ấy thì bộ đồ nào cũng giống như nhau cả. Chưa hết đâu, anh ấy còn rất hay dè biểu chuyện tôi thích màu hồng, cứ bảo màu gì mà sến, người gì đâu mà kỳ cục. Lý do thứ hai, nếu bạn muốn mỗi ngày được thỏa thích ăn bất kỳ món ăn vặt nào mình thích, tốt nhất là bạn không nên có anh trai. Bởi vì mỗi ngày anh ấy đều sẽ chuẩn bị cho bạn một hộp cơm thật to với đủ các món, và bạn sẽ chẳng còn bụng nào để nhét thêm bất kỳ món ăn vặt nào khác. Bạn cũng đừng hòng mà cố tình để quên hộp cơm, vì thế nào thì bạn cũng không thể thoát khỏi anh ấy đâu. Lý do thứ ba, nếu bạn muốn hàng ngày đi cùng tới trường với hội bạn của mình thì tốt nhất cũng đừng có anh trai. Bởi vì hàng ngày anh ấy sẽ đạp xe chở bạn hơn 7 cây số để tới trường, đứng chờ cho đến khi bạn vào hẳn lớp rồi mới chịu về. À, và nếu như có bất kỳ chàng trai nào muốn hẹn hò với bạn thì thôi rồi, cậu ta chắc chắn sẽ gặp rắc rối với anh của bạn đó. Lý do thứ tư, kinh hoàng nhất là mấy ngày nghỉ, bạn chẳng thể nào mà ngủ nướng được thêm một chút, vì anh ấy sẽ lôi bạn ra khỏi giường cho bằng được, bắt bạn tập đủ thứ loại bài tập mà chỉ có anh ấy mới tập nổi. Lý do thứ năm, bạn không nên có anh trai bởi vì anh ấy sẽ rất tin tưởng bạn, sẽ kỳ vọng ở bạn rất nhiều, khiến bạn không thể ngừng cố gắng. Và cuối cùng, bạn không nên có anh trai bởi vì một ngày bạn sẽ không phải nhận ra anh trai bạn làm kẻ nói dối. Anh nói dối về việc học của mình.
Anh nói dối là anh có một công việc ổn định. Anh nói dối là chúng ta luôn có đủ tiền. Anh nói dối là anh không bao giờ thấy mệt mỏi. Lúc nào anh cũng nói dối là anh không đói. Lúc nào anh cũng nói là em không được khóc, phải cười thật nhiều, phải mạnh mẽ lên giống như anh. Nhưng tất cả là anh nói dối, bởi vì anh cũng khóc. Anh nói dối về những vất vả mà anh phải trải qua. Anh nói dối về niềm vui của chính mình. Anh nói dối mọi thứ vì anh thương tôi. Cảm ơn anh thật nhiều. Từ đây hôm nay mày cũng được á. Chứ sao? Mà sao tự nhiên hôm nay lại gọi là anh vậy? Không kỳ à? Thì cũng kỳ, nhưng mà em nghĩ kỹ rồi. Chị hai trong nhà vừa làm ba, vừa làm mẹ, vừa làm chị hai, thì bây giờ làm thêm anh trai có sao đâu. Nếu thích thì từ bây giờ em sẽ gọi là anh trai nha. Được anh hai? Cảm ơn nha. Mà nếu biết vậy rồi đó, thì từ bây giờ tự nấu cơm nha. Ê, là mẹ mày sao? Mắc cười ghê. Một, hai, ba. Hai, ba. Cười tươi lên, vui lên. Diễn. Tôi bị nhõng. Ở trên nhưng mà cọ nhìn có vẻ cực lực lên, cọ đi, cọ mạnh lẽ, cọ mạnh mẽ lên. Tay gì như đời ơi mày. Tự nhiên mày cười vậy. Con chó này mà đi. Đã ba rồi chạy tới nè.